Vân xin chào mọi người. Adnos đã ra 4 dòng KS360ME, KS361, KS360M, KS361M. 4 dòng thế này. Thì ngày hôm nay có một chiếc mới ra luôn mọi người. KS361S nhé. Và mình nghe nói đây nó có bộ mic hay hơn những dòng loa trước rất là nhiều. Nhưng mà nó giá của nó mềm hơn cả chiếc loa thấp nhất trong 4 dòng đó nữa. Bốn dòng này thì có giá từ 5,2 triệu đến 7 triệu. Và ngày hôm nay bộ này giá hiện tại rồi nhé. Mình sẽ luôn luôn cập nhật giá ở phần tên và phần mô tả video. Giá hiện tại là 4,950,000. Thì chúng ta hãy cùng review dòng loa này có những gì khác biệt so với bốn dòng loa trước không nhé. Bắt đầu. Đây, cảm giác khui thùng là cảm giác rất là tuyệt vời nhé. Rồi, cũng như luôn. Rồi, chúng ta sẽ xem được nhé. Công suất của dòng loa này mọi người cũng nhà sản xuất công bố là bốn dòng loa trước cũng như dòng này công suất vật lý của nó là 90W nhé. Đây, bộ mic của nó đây là một nút êm, chúng ta được kéo ra nhé. Rồi, để qua một bên. Đây, nhìn bộ này cũng giống nhau đúng không mọi người? Giống những dòng loa kia. Nhưng mà người để này, K, có chữ K rồi nè. K Beatbox, trước thì kêu Beatbox, còn đây là K Beatbox. Rồi, chữ K thì đâu quan trọng đâu, nhưng mà không biết âm thanh như thế nào nha. Ở đây là trên nó có một cái hướng dẫn ở đây. Đây là bộ có nút nguồn này, tăng giảm âm lượng. Cái này là Bluetooth, cái này là nút Echo. Rồi, lồng kết nối Bluetooth. Ở đây thì có nói mọi người nha, nói bằng tiếng Việt thì chúng ta dễ hướng dẫn cho ta sử dụng nha. Rồi mình sẽ bỏ này. Bộ micro của nó bao gồm cái gì đây? Nhờ một cuốn phiếu bảo hành nè, KS361S nha. Rồi, một cuốn sổ hướng dẫn. Thì một điều mình thấy rất là hay ở hãng nó này thì họ so với những hãng khác thì nó có một cái cuốn sổ hướng dẫn này rất là chi tiết. Đây là một cái điểm cộng mà hãng nó có mà những hãng khác không có. Nên mình đánh giá trên một người review nha, để cho mọi người có được cái nhìn khách quan nhất. Bốn cục pin này, pin Chameleon. Rồi, ok, 1.5V 2A này. Cái cục sạc này người nè, dòng loa này có một đặc điểm người chúng ta có thể sử dụng ở nước ngoài luôn. Cái pin của nó á, là mình sẽ xem nè, pin của nó ở đây nó có cái thông số rồi nè, pin của nó là 15V 4.4A rồi nè, pin 15V 4.4A 66 WH, nghĩa là 66 W, nghĩa là dòng loa này có thể xách đi được máy bay, có thể đem đi nước ngoài được. Ok, còn những dòng loa sử dụng bình ắc quy thì chúng ta phải tháo ra đó. Dòng loa này thì cân nặng của nó là 9.5 kg là nguyên thùng nha, cái này thì khoảng 8.5 kg. Bộ này mọi người chúng ta có thể sử dụng ở 110 cho đến 240V. Đấy, 110 đến 240V thì có thể sử dụng. 110 là ở Nhật Bản này, ở châu Âu nè, 240V chúng ta sẽ sử dụng ở Úc nè. Đấy, và một điều đặc biệt mà điều mình nghe nói đây mọi người, đây là bộ mic của nó đây, bộ mic nó đây nè, đây đầu ở trên. Thì mình thấy cái chỗ này cũng đưa nó đẹp chắc chắn. Mình thì mình thích màu vàng hơn là màu vàng đó mọi người, màu vàng nhìn nó sang đây. Và cái độ chắc của nó, độ bền màu si của nó sẽ tốt hơn những cái màu vàng mà chúng ta si bình thường nhé. Đấy, ở đây thì như một miếng chất đó mọi người. Đấy, đây mọi người. Rồi, đấy, rồi, có chúng ta để pin vào đây nha. Sáng nay mình bỏ pin vào đây luôn. Rồi, đấy. Ok, đây là bộ miếng gồm 2 miếng mọi người nhé. Bây giờ chúng ta sẽ test đi vào cái bộ phận sau mọi người nè. Có một điều đặc biệt ở đây mọi người, thì nó sẽ có hai cái nút khác so với những dòng trước của nó. Ở đây nó có một cái gọi là optical. Nếu mọi người, nếu chúng ta sử dụng bằng TV, chúng ta truyền âm thanh từ TV xuống, thường thì những TV thông minh bây giờ nó sẽ có những cộng sóng HDMI nè, optical nè, cộng bông sen cộng 3 và 5. Thì cái cộng optical mọi người, cộng 3 nè, nó sẽ cho âm thanh tốt hơn là cộng 3.5 hoặc là cộng bông sen nhé. Optical, ok. Và những dòng trước thì không có, những dòng trước thì có hai cổng này thôi. Ok, còn này thì nó có cổng optical luôn. Và ở đây thì có một cổng guitar mọi người nè, có một cổng guitar để chúng ta có thể sử dụng guitar. Còn bốn dòng trước thì không có sử dụng guitar. Thì ngày hôm sau mình sẽ review cho một so sánh cho mọi người là dòng này và dòng cái 360 nghe nhé. Vì mỗi cái có mỗi cái ưu điểm và mỗi cái khuyết điểm khác nhau. Ok, dòng này có thể phù hợp gọn để chúng ta có thể chơi guitar nhé. Và mình sẽ xách loa này qua bạn của mình và mình test guitar cho mọi người xem ở cuối video nhé. Bắt đầu, vô. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test âm thanh của dòng loa này nhé. Nói thì nói nhiều lắm, âm thanh nhìn ở ngoài thì đẹp lắm, nói chung là ngoại hình ok rồi. Đó, phụ
kiện nhìn cũng bắt mắt rồi, nhưng mà quan trọng nhất ở một chiếc loa vẫn là âm thanh. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến cái phần cấu hình của nó nhé. Nó gồm một cái loa bass này, ở đây nó có một cái thông số luôn, nãy mình cũng quên. Thông số của nó là gồm một cái loa sub này, ở đây nó có ghi này, một loa sub 5 in, hai loa bass 3 in và hai loa chép, mỗi loa chép là 2 in. Đấy. Này nó cái cấu hình nó giống này, một loa bass lớn này là 5 in, hai loa chung này là 3 in, còn hai loa chép này là 2 in. Bây giờ chúng ta sẽ xem một xíu ngoại hình đó nhé. Rồi, chúng ta nhìn cái lớp da rồi nè. Đây. Ok, cũng tương đối mịn đó mọi người, chắc. Đấy, rồi. Mà ở đây thì mình thấy còn chỗ này mình thấy cái loa nào cũng vậy. Còn một cái đường chỗ này thì nó chưa được sát lắm. Thì cũng tại vì da mà mọi người, nó dán lại và chỗ này mình chưa được tinh tế lắm ở một chỗ này thôi. Còn những chỗ khác thì mình thấy những cái đường may ok. Những đường may rất là đẹp, nhưng mà đường này này thì mình cũng thế này là hết cỡ rồi chứ đâu có giấu được đâu được đường nữa đâu. Đây thì người ta đã bọc da hết rồi. Ở đây thì có chỗ thông hơi mọi người nè. Đấy. Rồi. Chúng ta sẽ cùng vào âm thanh nhé. Quan trọng nhất vẫn là âm thanh. Đấy. Cái tính nhỏ gọn tiện lợi thì có rồi, nhưng mà âm thanh vẫn là quan trọng nhất. Bây giờ chúng ta sẽ tìm nha. Đầu tiên chúng ta vào Bluetooth mọi người, vào Bluetooth. Đó có chữ Beatbox mọi người nè, nhấn vào cái. Đã kết nối. Rồi. Thì ở đây khi chúng ta mới đầu chúng ta sẽ thử, khi chúng ta chưa có mở nhà thì chúng ta sẽ thử mic trước nè. Mic khi chúng ta bật lên nó hiện cái đèn màu vàng gì hết pin hả? Ok, chắc là hết pin. Bây giờ mình sẽ thử bộ pin khác mọi người nhé. Đấy, pin này là để test. Ok rồi, mình thử nha. Ở đây thì nó có hiện cái đồ pin luôn, pin nè, tần số. Đây rồi. Hút dữ vậy ta. Được. 1 2 tốt đó mọi người. Cái mic nó là mọi người. 1 2 3 4. Mình nghe rõ mà, mình đứng xa đây là 1 2 3 4. Mình tăng thử cái lên. Tăng thử hết đi. Hết cỡ cái mic rồi đó mọi người. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4. Mình bớt cái vang lại chút nè. Ở đây nè, ở đây nó có vang nè, vang nhiều là nó nhé nhanh, vang ít là nó nhé chậm nè. Những cái để nhé chậm. Lượt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Vang tốt đấy. Ok. Tiếng mic bắt cũng nhẹ luôn, mình nói cách rất thoải mái. Mình nhìn trên cổ nè, nhìn là biết liền. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Rồi, thử nhạc nha. Tí mình sẽ ca thử cho mình nghe. Rồi, ca thử nha. Ở cuối video thì mình sẽ mọi người sẽ xem được cái video mình test với nhạc, với guitar luôn nhé. Rồi đầu tiên mình sẽ test một bài này. Mày đấy nha. Đây, xem sau thử xem nào. Đâu rồi, có một bài mình, những bài mình tải về nè mọi người. Đây, Lững Lơ Remix của Marcel Brand Letty ý ti. Thử nha. Dạ. Mọi người đeo tai nghe vào nha. 60% này. Nhạc biết đi.
khác của nó rồi. Còn một cái bài nữa và chúng ta sẽ nghe thử nha. Tại cái bài này mình test ở nhiều cái lo rồi thì cái bài này nó phản ánh rất là đúng ở âm chém luôn, là tiếng đàn guitar đó mọi người. Chúng ta nghe thử tiếng chém nha, những cái tiếng lít kích, những cái tiếng lẹt xẹt, thử nó có rõ ràng hay không nha. Vô. Mình nghe được nhạc
cũng như là test âm thanh thực tế nhất cho mọi người nha. Ok. Mọi người có thích dòng máy này thì hãy bình luận bên dưới nhé. Đây, giá hiện tại của nó là 4.950.000. Đấy. Mọi người có thắc mắc gì có thể gọi điện trực tiếp hotline của mình là số Zalo 0909 366 533 nhé, là số Zalo luôn. Ok. Rồi mọi người có thể muốn tìm hiểu thêm nhiều bỏ lo có thể đến trực tiếp địa chỉ là số 4 đường Tân Hải, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, ngay ngã ba giữa trường Trinh và Tân Hải nha. Mọi người đến ngay ngã tư Mỹ Hiền, chúng ta đi thẳng đường Trường Trinh khoảng 1 km, chúng ta nhìn bên phải là có đường Tân Hải. Đó, chúng ta vừa mới tới là tới cửa hàng của tôi Net luôn. Ok, mọi người nhớ nút đăng ký kênh nha, để có thể cập nhật những video nhất, và nhất là mình sẽ so sánh cho mọi người dòng loa KS361S với một loa KS361E ở video sau. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.